Kính thưa quý vị, nhân vật chết trong Game of Thrones tái sinh trong mùa mới. Loạt phim truyền hình thời trung cổ Game of Thrones của HBO nổi tiếng thường cho những nhân vật chính chết một cách thê thảm. Nhưng sau khi nhân vật Jon Snow được nhiều người yêu chuộng bị giết chết, người hâm mộ đồng đoán trên mọi lý thuyết và những lần gặp gỡ tài tử này khi anh vẫn còn để mái tóc dài của mình, đều nghĩ rằng người anh hùng của họ sẽ được trở lại. Và dường như họ đã được toại nguyện. Các nhà sản xuất Game of Thrones vừa cho đăng tải trên Twitter một tấm bức chương cho mùa thứ 6 với tạo hình ma mị của Jon Snow hé lộ số phận nhân vật gây tò mò nhất của loạt phim. Tấm bức chương in hình gương mặt nhân vật Jon Snow, vị tướng quân bị đâm đến chết ở tập cuối của series thứ 5. Tạo hình mới của nhân vật ma quái chứ không bình thường như con người. Người hâm mộ dự đoán nhân vật này biến thành một loạt linh hồn và có sức mạnh mới. Lên sóng HBO từ năm 2011, Game of Thrones viết dựa trên những quyển sách A Song of Ice của George R.R. Martin kể về cuộc chiến của 7 gia tộc tranh giành quyền làm chủ vùng đất giả tưởng Westeros. Tác phẩm này vừa được trao danh hiệu phim truyền hình xuất sắc ở lễ trao giải Emmy hồi tháng 9. Series 6 của Game of Thrones dự kiến phát sóng vào tháng 4 năm 2016.